Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động tuần lễ văn hóa du lịch huyện Châu Thành lần 2 năm 2024, tối qua ngày 7 tháng 6 tại huyện Châu Thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre phối hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành tổ chức chung kết hội thi Duyên dáng áo bà ba năm 2024. Đến dự có ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Phát biểu khai mạc tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, hội thi được tổ chức nhằm ca ngợi tôn vinh chiếc áo bà ba truyền thống. Chiếc áo đã gắn liền trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Chiếc áo bà ba và chiếc khăn rằn còn là hình ảnh của đội quân tóc dài huyền thoại năm xưa, góp phần làm nên cuộc đồng khởi thần kỳ năm 1960. Ngày nay, chiếc áo ấy vẫn còn hiện hữu trong sinh hoạt, trong đời sống thường ngày và cả trong các dịp lễ hội, đặc biệt hiện diện rất nhiều trong thơ ca hội họa. Qua hội thi lần này, chúng tôi mong muốn phát huy hơn nữa những giá trị truyền thống ấy, là nét đặc trưng của quê hương xứ Dừa, khẳng định những thành tựu của phong trào thi đua đồng khởi mới, tạo ra sự phấn khởi, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giúp chúng ta có thêm nhiều nghị lực, ý chí, niềm tin vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11. Hội thi Duyên dáng áo bà ba năm 2024 diễn ra với 3 vòng thi. Trước đó, vòng sơ khảo, ban giám khảo đã chọn 30 trên 269 thí sinh vào vòng bán kết, từ đó chọn 20 thí sinh vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, 20 thí sinh trải qua 3 vòng thi gồm trình diễn trang phục tự chọn, trang phục áo dài, trang phục áo bà ba và chọn ra 5 thí sinh xuất sắc vào vòng thi ứng xử. Điều đầu tiên là có thể nói là em rất là tự hào khi mình là một trong 20 thí sinh đã lọt vào chung kết của hội thi Duyên dáng áo bà ba năm 2024. Và có thể nói về cuộc thi thì em cảm thấy rất là tự hào, bởi vì đây là một cuộc thi để tôn vinh lên vẻ đẹp của chiếc áo bà ba và tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ Bến Tre nói riêng và người phụ nữ Việt Nam nói chung ạ. Thông qua cuộc thi này thì em mong muốn là lan tỏa được cái nét đẹp của chiếc áo bà ba đến nhiều địa phương và nhiều người hơn trên đất nước Việt Nam này. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Lê Thanh Thủy ở ấp An Nhơn, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri. Giải nhì được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Trinh thuộc trường mầm non Sao Sáng, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại. Giải ba thuộc về thí sinh Lâm Thảo Tường Vi, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải thí sinh vào top 5, 15 thí sinh vào top 20 và 10 giải chuyên đề gồm giải trang phục tự chọn đẹp, giải trang phục áo dài đẹp, giải trang phục áo bà ba đẹp, giải thí sinh có làn da đẹp, giải thí sinh có nụ cười đẹp, giải thí sinh có mái tóc đẹp, giải ứng xử, giải phong cách trình diễn, giải thí sinh có gương mặt khả ái, thí sinh thân thiện.